Đọc đúng chữ đây rồi. Chữ này là chữ gì? Là gì? Rồi, ok, đến đây con đừng cắt tóc nữa con. Ừ, đây. Ừ. Ừ, đây đây đây, mình đến đây có chữ này, có gọi là chữ này hai chữ. Nào, anh Vân đi. Ờ, đơn ngoài. Còn anh Vân đi. Đấy, nhìn nó nào. No. Rồi chỉ tay vào. No. Rồi. Mờ. Mờ y. Mi. Gì? Đọc đi. No, mi. Ok, có cũng đúng rồi. Đến mi, đến chữ này có mi khó này, hai chữ. Mi hai. Ôi giời ơi, chết chưa? Kêu chưa? Ôi giời ơi chưa? Đã là hao mi. Nào bây giờ mi đánh vần đi. Mi bảo ối rồi. Mi có làm cái gì đi? Nếu mà có kẻ giả ra. Thôi mi ơi, đến đây mi đọc đi. Mi ối rồi, ôi rồi, không biết mi có đọc được không đây rồi, hai chữ này này. Ờ, đấy, đọc đi. Có dấu chứ, mi có dấu rồi. Bố nhắc đâu? Nào. Nào, tiếp tục đọc đi. Tóc kìa, tóc tai nhìn thấy bù xù chẳng nhìn gì luôn. Mi muốn cắt đó. Rồi, tiếp tục. Nào mi đọc đi. Có rồi, nếu mà bây giờ nhá, còn làm mi phân tán tư tưởng là có thua. Có cố tình làm cho mi phân tán tư tưởng đúng không? Yeah. Nào, đọc đi. Không. Kệ còn nhà khác. Nào mi đọc đi. Mi vẫn Mi không biết đọc đúng không? Không biết đọc đâu. Thế bà dậy rồi mà. Có biết đọc không? Cô đọc đi. Mi chịu rồi. Mi không biết đọc, mi bởi mi không biết đọc rồi. Chưa, nhưng mà mi có đọc được đâu, chả chịu. Nhưng mà bạn được có giờ con dấu đâu. Thế đây là dấu gì? Đây là dấu gì? Dấu gì? Dấu gì? Co dấu gì? Không. Bây giờ bố đố hai người luôn. Đoàn không, để em mình nói lại còn. Thế mi chịu chưa? Mi không chịu, mi thua mà mi không chịu. Bà ơi, là em mi thua. Mi thôi kệ em mi chịu trợ giúp. Em mi thua. Kệ cho bà trợ giúp. Em chưa biết thì phải báo. Không kệ, cho bà trợ giúp nhưng mà ở trên mọi người quay thì mọi người biết là mi hỏi bà rồi đúng không? Không. Mi hỏi là mi thua. Nhưng mà đây mọi người biết là bố đang quay mi hỏi bà là mọi người biết là mi hỏi bà rồi còn con không phải hỏi đúng không? Đấy. Mọi người điểm. Ừ. Mọi người điểm mi được một điểm. Ừ, ok. Gì? A có A sắc gì? Nào đọc đi. Mi trợ giúp một phát rồi, nào đọc đi, tiếp tục. Mi ơi, cái tóc của Mi, ui nhìn được mặt này. Bù dù tóc che hết cả tóc, không nhìn thấy chữ luôn. Thôi bỏ cái kéo ra, kinh quá. Bỏ kéo ra, có ơi, có cắt hỏng tóc ấy. Đưa kéo đây, kéo này nhưng mà chọc vào mắt em chết nào. Đấy, Mi đọc đi, Mi đọc nhanh lên đi, mất thời gian quá. Vừa lên được giúp rồi mà. Thôi, bây giờ chỉ cho Mi 5 phút nữa thôi, có đọc đi. Có đọc 5, từ 5 đến 1, mà nếu mà Mi không đọc được thì cho Mi thua. Tiếp tục. Hai rồi. Một. Một rồi, đếm thì đếm lại. Tiếp tục. Đi ba đấy. Tiếp đi, đếm đi. Đếm nhanh. Không, đứng lên thấy ai nhìn thấy gì đâu. Bốn rồi, đợi nữa. Cờ A sắc mắt. Thôi, năm đi. Thế rồi, bây giờ đến đây quả. Coi như vậy. Rồi đến đây cỏ, bây giờ đến đây cỏ đi. Đấy, đấy chữ đọc có chữ của Mi đi. Cờ A ca sắc. Sắc gì? Rồi tiếp tục đi. Mờ. Mờ không đọc. Mờ. Mè sắc. Ôi ôi, sắc gì? Huyền gì? Mè. Đọc. Cá mè. Tiếp tục, bây giờ đến chữ cỏ, hai chữ này. Ờ, đến không mi chữ thua mi đấy rồi, bây giờ đây chữ này chữ cò, có đọc hai chữ này. Bây giờ có đọc nó hai chữ này đi nào. Thôi mi ơi, sao mi cứ ấy trên đánh tranh ấy nhỉ? Thôi thôi nào, có đọc không để bố cho cò thua lốt này. Đấy, Mi à. Nào đọc đi, kệ, thôi bây giờ cắt luôn. Cắt
Nào. Thôi kệ mì, không thèm chấp nữa. Nào đọc đi, có đọc đi, có không đọc nốt chữ này, có đọc sai là thua luôn này. N A Na Rắc Lá. Rồi tiếp tục. Bí Úi rồi đã bí, úi rồi ôi. Con ở nào? Ôi rồi ôi. Hả? Con nào cho một cơ hội nào. Con ở nào bí à hả? À thế thì đọc đi, không phải là bí. Nào, bây giờ coi còn một cơ hội, coi vừa hỏi đã bí à, à đã ngô hả? Rồi, tiếp đi. Nào đọc đi, không được lần này là thua luôn này. Nào, đọc đi, quay sát rồi. Anh Vân đi, nốt đi nhanh lên, hết thời gian. À, đây. Đọc đi. Vừa ấy đọc qua chữ này rồi. Ừ, đọc qua chữ rồi, đọc tiếp chữ kia. Cơ. Mở cơ á? Bảo nhà. Hả? Con bảo trưởng á. Thì con bảo kiểu gì con nói đi. Đánh Vân đi. Nào mở cơ à? Nờ. Ừ. Cái đầu nè. Thôi nào nhanh, mì ơi. Nào. Nờ A Nờ A. Thôi rồi, nào nhanh nhanh. Nờ rồi, đúng một đứa chữ rồi, tiếp tục. Mờ ơ mơ. Rồi, đọc đi. Là gì? Mơ mơ. Ừ, thì đọc đi. Thì đọc cả hai chữ. Bây giờ đánh vần xong rồi. Ok, thế bây giờ đọc được hết cả bốn chữ này không? Đọc thử một nước một cái xem các bạn xem nào. Thế rồi, thế nói trước làm gì? Để thì bố phải nhắc cho. Ừ, ok. Đọc trước thì bố nhắc cho. Nơ. Rồi. Nơ. Nơ. Rồi, nọ gì? Nọ gì? Nọ rốt. À, rốt nè. Nọ mi. Rồi, tiếp tục. Cá đồ. Cá gì? Cá mẹ. Cá mẹ à? Cá mẹ là cái gì? Cá mẹ. Cá mẹ là cái gì? Cá mợ mẹ đuôi 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 đuôi. Không phải. Điền. Đánh vần đi. Cá mẹ. Cá mẹ. Rồi, nốt chữ cuối này không đọc nữa thôi đấy. Đơ. Thôi đọc vô chữ cuối này nữa thôi. Đơ. Thôi rồi cho đọc lại nào. Nơ. Ừ. Nọ. Ừ, nọ gì? Mẹ. Rồi. Cá. Mì. Rồi. Nọ mẹ cái mì. Rồi. Nơ. Nơ an an rất nhá. Mơ ơ mơ. Gì? Rồi, đọc đi. Thôi, đọc nhanh hết tất cả đây xem nào. Đọc một lượt nhanh xem hết bao giờ ra nào. Bắt đầu. Dừng lại, ai chứ? Không cần dừng, đọc luôn đi. Không biết bắt đầu. Lại. Rồi, bây giờ bắt đầu. Nào. Không biết bắt đầu bao giờ các bạn. Yeah. Ok. Ừ, ok chưa? Bảo chưa, bảo chưa? Ok. Bắt đầu. Nơ. Nơ. Rồi. Vô. Nọ gì vậy? Nọ. Nọ. Nọ gì? Mì. Rồi đọc. Rồi. Chỉ vào. Nọ. Nọ mê. Ừ. Cá. Ừ. Cá gì? Cá chép. Cá gì? Nó. Cá mè. Cá mè. Với đọc xong lại quên. Gì lá gì? Lấy lại. Ừ, lại đi. Rồi bây giờ lại bố không nhắc nữa đâu nhá. Để lắm ơ. Được chưa? Thôi nào, nào nhanh lên. Nào bây giờ cũng đây. Mất thời gian quá. Một à là ok. Ờ. Nơ. Rồi. Mè. Mè gì? Nọ mè. Nọ mè. Nọ mè là nọ gì? Nọ mè. Rồi. Cá mè. Rồi. Lá mơ. Mình nghĩ là giữ đỏ cá mè và lá mơ là có thuộc vẹt đó. Đó. Thôi được rồi, nói chung là được rồi, để đây ngồi đấy. Phán. Rồi bạn Gold CEO hôm nay tiến bộ hơn hôm qua rất là nhiều. Biết được dấu sắc mấy dấu huyền. Và biết được đọc chữ rồi, biết chữ nào không đọc được đánh vần được rồi. Rồi, chúc bạn Gold CEO học giỏi nhá. Rồi hôm nay học dừng ở đây nhá. Mai bạn... Hả? Này nhớ phải nai nhá. Ừ, bạn Gold CEO... Bạn Gold CEO là đến mai ấy là lại quay tiếp xem bạn Gold CEO có tiến bộ hơn hôm nay không nhá. Quay cái tóc gì? Cắt tóc gì?
Tuy nhiên cắt tóc không ai cắt tóc mình thế được. Thế thôi nhá, bye bye, con chào các bạn đi. Bye bạn ơi. Gì? Nhiệt tiền quá cơ.